Quan Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin trên kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới của người Việt tại Canada. Trong bản tin tối ngày 29 tháng 5 hôm nay, phần tin Canada sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Phía Bắc tỉnh bang B.C., tỉnh Alberta và toàn bộ tỉnh bang Ontario đang dưới cảnh báo có nguy cơ cháy rừng từ mức cao đến rất cao, những điều chúng ta cần biết. Cháy rừng ở Halifax, tình trạng khẩn cấp đã được ban hành, trên 16.000 người đã phải di tản. Hơn một nửa số nhà đầu tư pre-construction condos ở đại đô thị Toronto đã bị thua lỗ. Tỉnh Quebec ra mắt cổng thông tin mới cho bất kỳ ai muốn học tiếng Pháp. Giá xăng trên khắp Metro Vancouver đạt mức cao nhất $2 mỗi 1 lít. Sĩ quan cảnh sát, tài xế xe bus trường học thiệt mạng trong vụ đâm xe nghiêm trọng ở phía bắc Woodstock, Ontario. Làm sao để tra cứu lịch sử của ngôi nhà của bạn ở Toronto? Những thành phố nào có mức thuế cao nhất và thấp nhất đại đô thị Toronto, cùng một số tin xã hội đáng chú ý. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Miền Bắc tỉnh bang B.C., Alberta và toàn bộ tỉnh bang Ontario đang dưới cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ mức cao đến rất cao, những điều chúng ta cần biết. Những đám cháy rừng đã thiêu rụi hơn 2 triệu hecta đất trên khắp Canada trong năm nay, khiến mùa cháy rừng này trở thành một trong những mùa cháy rừng sớm nhất trong lịch sử Canada. Báo cáo tình hình cháy rừng hoang dã quốc gia cho biết đã ghi nhận gần 1.600 vụ cháy rừng tại Yukon, British Columbia, Alberta, Northwest Territories, Saskatchewan và Manitoba. Hệ thống đánh giá nguy cơ cháy rừng của Canada đã xác định những vùng mà nơi người dân nên thận trọng. Đó là các khu vực ở phía bắc Ontario, Nova Scotia, phía bắc của tỉnh British Columbia, Alberta, phía bắc Saskatchewan và tây nam Ontario được xếp vào mức nguy cơ cực kỳ cao. Các khu vực khác thì có nguy cơ cao hoặc là rất cao. Thời tiết khô ráo và nắng nóng trên khắp đất nước đã làm lan rộng những vụ cháy rừng mới và các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Kể từ ngày 29 tháng 5 thì các cộng đồng ở tỉnh bang BC, Alberta và hầu hết toàn bộ tỉnh bang Ontario nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Bộ trưởng Chuẩn bị Khẩn cấp Liên bang là ông Bill Blair cho biết ông lo ngại về các điều kiện thời tiết cực kỳ khó khăn đang diễn ra trên khắp đất nước khi cháy rừng tiếp tục ảnh hưởng đến một số tỉnh và vùng lãnh thổ. Ông nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ người dân Canada khi họ đang bị ảnh hưởng bởi mùa cháy rừng cực kỳ khó khăn này. Đợt nắng nóng mà tỉnh bang Manitoba đang trải qua là phần lớn mùa hè sẽ diễn ra ở tỉnh này. Nhiệt độ đã đạt đỉnh 30 độ C và lên tới hơn 32 độ C vào Chủ nhật vừa qua, và dự kiến sẽ đạt đến mức trên 30 độ C vào thứ Bảy tới này. Các mô hình môi trường Canada cho thấy nhiệt độ ấm áp từ biển này sang bờ biển khác trong hầu hết các tháng trong mùa hè. Lượng mưa ở miền nam Manitoba chỉ bằng khoảng 1/3 lượng mưa mà tỉnh này thường thấy, mặc dù điều kiện khô hạn rất hữu ích cho ngành nông nghiệp, nhưng chúng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng. Các đám cháy rừng lớn ở tỉnh bang Nova Scotia đã buộc hàng chục ngàn cư dân phải di tản và tỉnh đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Một đám cháy xảy ra ở khu vực Tartalan và Hammond Plains gần Halifax đã thiêu rụi 788 ha diện tích. Ít nhất là 10 công trình đã bị phá hủy và lệnh di tản đã được ban hành, buộc hơn 16.400 cư dân phải rời bỏ nhà cửa của họ. Đám cháy khác ở hạt Shelburne có diện tích khoảng 6.270 ha. Các đám cháy đã phá hủy nhà cửa và công trình và hơn 400 ngôi nhà đã phải di tản. Mặc dù có sự nỗ lực của các đội chữa cháy và sự trợ giúp từ các tỉnh lân cận, nhưng các đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Các điều kiện thời tiết khô hạn, gió mạnh và nguyên nhân là do con người được cho là đã góp phần vào sự lan rộng của các đám cháy. Chính phủ liên bang đã cam kết hỗ trợ và tỉnh Nova Scotia đang cung cấp trợ cấp tài chính cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tình hình dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn trong những ngày tới vì dự báo thời tiết sẽ không có mưa đáng kể. Các lệnh di tản đã được ban hành, người dân được khuyên là chuẩn bị sẵn sàng cho việc di tản kéo dài. Một trung tâm di tản đã được mở tại Trung tâm Trò chơi Canada tại 26 Thomas Radau Drive để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đám cháy, đặc biệt là những người không có hỗ trợ gia đình hoặc là bảo hiểm, và sẽ vẫn mở cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, các trung tâm tiện nghi đã được mở tại Trung tâm Cộng đồng Black Point and Arena tại 8579 đường St. Margaret Bay và Trung tâm Cộng đồng Beaverbank Kinsack tại 1583 đường Beaverbank. Khi nhiều nơi của tỉnh Quebec đang chuẩn bị cho đợt nắng nóng đầu tiên của mùa, cơ quan phòng chống cháy rừng của tỉnh đang trong tình trạng báo động cao. Lệnh cấm đốt lửa ngoài trời đã được ban hành gần các khu vực có rừng đối với phần lớn các vùng ở tỉnh bang Quebec, bao gồm các vùng như là Montérégie, Laurentian, Mauricie và Outaouais. Bộ Lâm nghiệp, Động vật hoang dã và Công viên Quebec xác nhận rằng điều kiện thời tiết khô và nóng hiện nay đang làm tăng nguy cơ cháy rừng. Các quan chức đang gọi là một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn. Hiện nay gần như toàn bộ của tỉnh bang được bao phủ bởi màu đỏ để chỉ ra rằng cấm đốt lửa trong rừng hoặc là khu vực lân cận kể từ 7 giờ tối Chủ nhật. Hiện tại thì 10 đám cháy đang bùng phát ở tỉnh Quebec. Cho đến nay, 173 vụ cháy rừng đã ảnh hưởng đến 246 ha trên toàn tỉnh trong năm nay. Tỉnh Quebec cũng chứng kiến xu hướng cháy rừng ngày càng tăng trong những năm gần đây. Trong khi đó, môi trường Canada cho biết thành phố Toronto và khu vực lân cận sẽ có nhiệt độ cao nhất vào ban ngày từ 26 độ C đến 29 độ C trong 7 ngày tới, với dự báo bầu trời đầy nắng và ít hoặc là không có khả năng có mưa. Nhiệt độ cao hơn nhiều so với mức cao trung bình ban ngày vào thời điểm này trong năm, thông thường là chỉ 21 độ C. Các đêm cũng sẽ tương đối ôn hòa với nhiệt độ thấp nhất qua đêm là 15 độ C đến 17 độ C trong suốt cả tuần. Nhiệt độ ở khu vực đại đô thị Toronto dự kiến là sẽ tăng cao ở mức là 29 độ C vào thứ Ba và thứ Sáu là những ngày nóng nhất trong tuần. Nhưng ở một số khu vực của phía Bắc Ontario thì nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C. Hơn một nửa số nhà đầu tư chung cư condo ở khu vực đại đô thị Toronto đã bị lỗ. Một báo cáo mới cho biết lần đầu tiên hơn một nửa số nhà đầu tư căn hộ mới hoàn thành ở khu vực đại đô thị Toronto, tức là những căn pre-construction condos, đã bị thua lỗ trên tài sản cho thuê của họ vào năm ngoái và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục. Nghiên cứu này từ ngân hàng CIBC và công ty nghiên cứu bất động sản Urban Nation cho biết 48% các nhà đầu tư căn hộ mua trước khi xây dựng, tức là pre-construction, mà có vay thế chấp để cho thuê đã có dòng tiền dương vào năm 2022, tức là họ có dư ra sau khi trừ hết các khoản chi phí. Nhưng đối với phần lớn các nhà đầu tư thì tiền thuê nhà là thấp hơn mức chi phí mà họ phải trả ra cho tiền thế chấp, phí chung cư và thuế bất động sản. CIBC và Urban Nation cảm thấy xu hướng này đánh dấu một sự thay đổi có ý nghĩa, có thể báo hiệu sự thay đổi trong hành vi của các nhà đầu tư sẽ diễn ra. Dự kiến là xu hướng dòng tiền âm, tức là bị lỗ tiền mặt, sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới khi các căn hộ mới ngày càng đắt đỏ được bán trước cho các nhà đầu tư trong những năm qua sắp hoàn thành. Việc giảm lãi suất và tăng thêm giá thuê sẽ làm giảm bớt tác động đối với các nhà đầu tư trong những năm tới, nhưng báo cáo này dự đoán vẫn không đủ để ngăn tình hình tài chính của các nhà đầu tư trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, triển vọng về giá cả và môi trường tín dụng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quyết định có tiếp tục nắm giữ tài sản cho thuê của các nhà đầu tư bất chấp dòng tiền âm. Các tổ chức y tế quốc gia đang muốn các thủ hiến Canada thúc đẩy các sáng kiến giảm hút thuốc trong quá trình đàm phán dàn xếp với các công ty thuốc lá lớn, nhiều năm sau khi các tỉnh kiện đòi bồi thường chi phí chăm sóc sức khỏe. Trong một bước thư ngỏ, Hiệp hội Ung thư Canada, Hiệp hội Phổi Canada và Tổ chức Tim và Đột quỵ nói rằng các chính phủ nên ưu tiên hàng đầu việc cắt giảm sử dụng thuốc lá trong các cuộc đàm phán bắt đầu cách đây 4 năm là một phần trong vụ kiện của các tỉnh đòi bồi thường thiệt hại tập thể 500 tỷ đô la. Các vụ kiện của tất cả 10 tỉnh bang, trong đó tỉnh bang British Columbia đệ đơn kiện đầu tiên vào năm 1998 chống lại Imperial Tobacco Canada Limited, Rodman's, Benson & Hedge Inc. và JTI McDonald Corp, cũng như các công ty mẹ nước ngoài của họ. Các tổ chức y tế này cho biết, ít nhất 10% số tiền thu được từ thỏa thuận nên được dùng để tài trợ dài hạn, độc lập với chính phủ để cắt giảm hút thuốc. Họ cũng đang kêu gọi ngành công nghiệp cấm quảng cáo thuốc lá và các biện pháp yêu cầu các bị cáo phải trả thêm tiền nếu các mục tiêu giảm sử dụng thuốc lá không được đáp ứng. Và họ muốn các công ty này công khai hàng triệu trang tài liệu nội bộ, nhiều bệnh và 16 loại ung thư, bao gồm ung thư phổi, cổ họng, thực quản và tuyến tụy, có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá. Mặc dù các vùng lãnh thổ không nộp đơn kiện, nhưng họ được đại diện trong các cuộc đàm phán bởi một tập đoàn gồm các công ty luật, làm việc thay mặt cho 6 tỉnh B.C., Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia và PEI. Tỉnh Quebec ra mắt cổng thông tin mới cho bất kỳ ai muốn học tiếng Pháp. Kể từ ngày 1 tháng 6, bất kỳ ai muốn học hoặc là cải thiện trình độ tiếng Pháp của mình sẽ phải đăng ký qua cổng thông tin Francisation Quebec. điểm dịch vụ duy nhất mới của chính phủ để điều phối tất cả các dịch vụ học tiếng Pháp. Christine Fréchette là Bộ trưởng Bộ Di trú, Pháp hóa và Hội nhập và Jean-François Robert, đồng nghiệp của bà, chịu trách nhiệm về tiếng Pháp đã ra mắt nền tảng này vào sáng thứ Hai. Dịch vụ mới đã được phát triển trong năm qua để đáp ứng quyền mới do dự luật 96 tạo ra để tiếp cận miễn phí các dịch vụ franchisation, sẽ quản lý tất cả các dịch vụ học tiếng Pháp cho những người mới đến, những người nhập cư trong tương lai muốn học tiếng Pháp để chuẩn bị cho cuộc sống của họ, cũng như những công nhân và cư dân Quebec mà không nói tiếng Pháp. Toàn bộ quy trình sẽ được triển khai theo các giai đoạn khác nhau nhằm đơn giản hóa quy trình, hài hòa các dịch vụ được cung cấp và cải thiện dịch vụ khách hàng. Hỗ trợ tài chính cũng sẽ được cung cấp cho những người cần. Các chương trình của Franchisation Quebec sẽ thay thế các chương trình hiện tại, đó là chương trình ngôn ngữ quốc tế của người nhập cư và chương trình tài chính của người nhập cư. Quebec sẽ phân bổ 5,7 triệu đô la để tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các địa điểm chiến lược ở khu vực Montreal. Bộ trưởng An ninh François Bernard đã đưa ra thông báo vào thứ Hai tại trụ sở ở Montreal. Ông tuyên bố cùng với đại diện của các cơ quan cảnh sát khác nhau rằng khoản tài trợ bổ sung sẽ được sử dụng để đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và bạo lực vũ trang trong khu vực. Cảnh sát sẽ tiến hành các hoạt động giám sát tại các quán bar, quán cà phê và những nơi công cộng khác mà tội phạm có tổ chức và các băng nhóm hay lui tới. Họ sẽ có mặt tại hiện trường vào ngày 1 tháng 10. Giá xăng tăng cao trên khắp Metro Vancouver đạt mức cao nhất là 2 đô la mỗi lít. Giá xăng đã chính thức vượt mốc 2 đô la một lít ở nhiều khu vực của Metro Vancouver. Đó chỉ là sự khởi đầu của những gì mà các chuyên gia nói là sẽ là một mùa hè đắt đỏ ở phía trước. Sự tăng vọt về giá đã xảy ra chỉ trong vài tuần. Giá cao là do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu cao. Dự kiến giá xăng sẽ tăng cao hơn nữa vào mùa hè này và có khả năng là sẽ dao động quanh mức 2,2 đô la một lít. Điều duy nhất mà giữ giá không tăng vọt là liên quan đến mối lo ngại về việc Mỹ đạt trần nợ. Mức cao nhất mọi thời đại ở Metro Vancouver được thiết lập vào tháng 9 khi giá xăng lúc đó là 241,9 cent một lít. Các chuyên gia không dự đoán là khu vực này sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó, tuy nhiên giá được dự báo là sẽ duy trì ở mức cao cho đến giữa tháng 10. Một sĩ quan cảnh sát của tỉnh Ontario và một tài xế xe bus trường học đã tử vong sau một vụ đâm xe nghiêm trọng ở phía bắc Woodstock vào sáng thứ Hai hôm nay. Vụ tai nạn xảy ra ngay trước 7 giờ sáng tại giao lộ Oxford Road 33 và Highway 59 phía tây bắc Woodstock. Theo cảnh sát, một chiếc xe cảnh sát không có nhận dạng cảnh sát và một chiếc xe bus chở học sinh đã đâm vào nhau ở ngã tư và cả hai tài xế đều tử vong do vết thương của họ. Viên sĩ quan cảnh sát được xác định là Detective Steven Torenco với đơn vị tội phạm đường phố cộng đồng Huron-Perth, đội OPP quận Perth, khu vực phía Tây. Anh ấy 35 tuổi. Sở cảnh sát cho biết chúng tôi vô cùng đau buồn về tai nạn thương tâm này. Khi hai gia đình phải thương tiếc cho sự ra đi của những người thân yêu, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, bạn bè và đồng nghiệp bị ảnh hưởng. Danh tính của tài xế xe bus sẽ không được tiết lộ theo yêu cầu của gia đình. Sở cảnh sát London sẽ tiếp quản cuộc điều tra. Người phát ngôn của quận Oxford cho biết giao lộ này đã được lên kế hoạch là sẽ được cải thiện về mức độ an toàn vào tháng tới này. Một người đàn ông bị buộc tội đánh cắp xe đâm vào nhà ở London, tông đường ống khí đốt và gây thương tích nghiêm trọng. Một người đàn ông tại thành phố London của tỉnh bang Ontario đã bị buộc tội sau khi được cho là đã đánh cắp một chiếc xe tải và đâm vào một ngôi nhà, tông vào đường ống dẫn khí đốt và gây ra thương tích nghiêm trọng cho một người. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 5 khi chiếc xe bị đánh cắp được tìm thấy tại một ngôi nhà trên đường Canterbury. Kẻ tình nghi đã đâm vào một chiếc xe khác, gây hỏng đường ống khí đốt và sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Một người đã bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch. Cả tình nghi đã bị bắt gần đó. Người đàn ông 41 tuổi đến từ London đang phải đối mặt với các cáo buộc gồm điều khiển xe bị cấm, trộm cắp xe, không dừng lại tại hiện trường tai nạn và hành vi nguy hiểm gây thương tích. Thiệt hại từ vụ việc được ước tính là khoảng 100.000 đô la. Người bị buộc tội dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa vào thứ Hai để đối mặt với các cáo buộc. Sau đây là những thành phố có mức thuế cao nhất cũng như là thấp nhất khu vực đại đô thị Toronto. Nếu bạn đang tìm mua một bất động sản trong đại đô thị Toronto GTA và không hoàn toàn chắc chắn là thành phố nào sẽ gọi là nhà, việc xem xét các yếu tố như là thuế bất động sản có thể giúp bạn quyết định thành phố nào phù hợp với ngân sách của mình nhất. Thuế bất động sản có thể thay đổi đáng kể giữa các thành phố và được thiết lập bởi các thành phố để trang trải chi phí dịch vụ như là vận chuyển, cơ sở hạ tầng và bảo trì. các khoản thuế hàng năm này thường được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị căn nhà và thường bị những người mua nhà mới bỏ qua, không nhớ đến khoản phí này. Những người này có thể phải vật lộn để theo kịp các khoản thuế này trong nhiều năm. Một báo cáo mới của Zoocasa đã tính toán số tiền thuế bất động sản trung bình được trả dựa trên thuế suất thành phố và giá nhà trung bình ở 32 thành phố trên khắp đại đô thị Toronto. Các thành phố mà có giá nhà trung bình cao hơn có mức thuế bất động sản thấp hơn, trong khi các thành phố mà có giá nhà trung bình phải chăng hơn thì lại có thuế suất bất động sản cao hơn, theo báo cáo này cho biết. Trong số tất cả các thành phố được phân tích thì thành phố Markham có mức thuế bất động sản thấp nhất, khoảng 0,65%, nghĩa là chủ nhà sẽ phải trả $9.416 cho một ngôi nhà mà có giá trung bình là $1.418.021. Khu vực Toronto East, Toronto West và Toronto Central đều có thuế bất động sản là khoảng 0,66%, có nghĩa là chủ nhà ở khu vực này phải trả từ $6.800 đến $8.000 cho một ngôi nhà có giá trung bình, khoảng từ hơn $1 triệu đến $1,1 triệu. Mặc dù có giá nhà trung bình trên $1,4 triệu, báo cáo này tiết lộ rằng thành phố Oakville, Richmond Hill và Stouffville đều có mức thuế bất động sản là từ 0,6% đến 0,8%. Trong số tất cả các thành phố được phân tích thì chủ nhà ở Orangeville phải đối mặt với mức thuế bất động sản là cao nhất ở mức 1,35% và có thể phải trả $11.498 tiền thuế cho một ngôi nhà mà có giá trung bình là $849.770. Oshawa thì có mức thuế bất động sản cao thứ hai ở mức 1,32%, với chủ nhà phải trả $11.052 cho một ngôi nhà mà có giá trung bình là $833.714. Thưa quý vị, ở khu vực Lower Mainland của tỉnh bang B.C., những người đi làm đã phải đối mặt với một ngày đầy thử thách trên quốc lộ 1, Highway 1, khi ngày hôm nay đã xảy ra 3 vụ đóng đường gây ra sự tắc nghẽn đáng kể. Ở Abbotsford, một chiếc xe đổ rác đã va chạm với cầu vượt đường No. 3, dẫn đến vụ va chạm nghiêm trọng và đường cao tốc đã bị đóng cửa. May mắn thay là tài xế đã thoát chết với vết thương nhẹ. Đồng thời, một chiếc xe tải khác đâm vào cầu vượt ở Langley, gây hư hỏng cấu trúc. Ngoài ra, thì một vấn đề trên đường mòn Mosquito Creek đã dẫn đến việc đóng cửa quốc lộ 1 Highway 1 ở phía bắc Vancouver. Tuy nhiên, 3 vụ đóng cửa này hiện đã mở cửa trở lại và khôi phục lưu lượng giao thông trong khu vực. Làm sao để tra cứu lịch sử ngôi nhà của bạn ở Toronto? Toronto có một lịch sử hấp dẫn, nhưng có khó để tìm hiểu một chút về lịch sử của nơi bạn sinh sống hay không? Thành phố Toronto cung cấp một hướng dẫn để tìm lịch sử ngôi nhà của bạn. Có thể có bản đồ, giấy phép xây dựng, ảnh và các thông tin khác mà bạn có thể tìm thấy nếu bạn sẵn sàng dành thời gian tìm kiếm kho tàng dữ liệu của họ. Bạn có thể bắt đầu với tra cứu trực tuyến, nhưng cuối cùng bạn sẽ cần đến văn phòng lưu trữ thành phố Toronto tại 255 đường Spadina, mở các ngày trong tuần theo lịch hẹn. Khi bạn đến đó thì nhân viên có thể giúp bạn bắt đầu và truy xét các hồ sơ cụ thể bao gồm bản sao giấy phép xây dựng hoặc là ảnh. Trang web archivehistory.ca đề xuất một số chiến lược như sau. Xác định xem tên đường phố hoặc là địa chỉ của bạn có thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hay không. Tư vấn các gói bảo hiểm cháy nổ. Kiểm tra bộ sưu tập ảnh chụp từ trên không của thành phố, bao gồm hầu hết thành phố từ năm 1947 đến năm 1972. Để xác định những người cư ngụ trước đây thì hãy tham khảo các cuộn đánh giá, tức là Assessment Rolls và danh bạ thành phố. Nếu mà tất cả những điều này nghe có vẻ như là quá nhiều công việc, thì các công ty bên thứ ba như là Kiewan House Stories có trụ sở tại Toronto sẽ làm tất cả các công việc này cho bạn và cung cấp một loạt gói tùy thuộc vào mức độ bạn muốn tra cứu, được trình bày như thế nào. Gói cơ bản có giá là $550, có dạng biểu đồ và bao gồm thông tin chi tiết về chủ sở hữu và người cư ngụ trước đó. Các gói đắt tiền hơn bao gồm những thứ như là ảnh, trích dẫn báo chí, giấy phép xây dựng và lịch sử tường thuật về ngôi nhà và khu phố. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, cuối ngày giao dịch hôm nay thì $1 Canada chốt ở mức 0,7357 đô la Mỹ và $1 Canada thì bằng 0,6868 đồng euro. $1 Canada thì đổi được 17.113 đồng Việt Nam, $1 Mỹ đổi được 23.259 đồng Việt Nam. Giá vàng đang chốt ở mức 1.943,24 đô la Mỹ một ounce, tương đương là 2.641 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Ngay bây giờ chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới đáng chú ý trong 24 giờ qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình.